Sư ơi, con là nam, còn độc thân, con bị duyên âm theo rất nhiều. Hầu hết trong giấc mơ con thấy nhiều cảnh chiến tranh. Cũng may có người cứu con kịp. Cái đó có phải là nghiệp tiền kiếp của con không à? Từ bé tới lúc con 30, con toàn xem phim về chiến tranh và ma quỷ. Mặc dù con độc thân nhưng con cũng hay đi mua dâm, thì đó có phải là phạm tà dâm không à? Con cũng mê việc hành dâm. Rồi. Nói như thế này nè. Nếu mà quý vị có xem cái tiêu đề của câu hỏi mà sư đặt cho cái câu này đó, quý vị sẽ thấy là sư đặt cái tiêu đề đa dục á, thì dễ sinh ảo tưởng. Tại vì á, khi mà cái dục của mình nó quá nhiều á, thì mình dễ sanh ảo giác, mình dễ sanh ảo tưởng. Sư nói là có căn cứ chứ không phải không có căn cứ. Bởi vì căn cứ ở đây là ở trong chú giải của kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi. Trong đó đó có giải thích là tại sao một người lại có cái sự khiếp đảm, sự sợ hãi, sự run sợ, sự kinh sợ, kinh hoàng như thế. Rất nhiều lý do, mà một trong những lý do đó là họ nặng về dục. Khi họ nặng về dục á, tâm họ sẽ ảo tưởng đủ thứ hết trơn. Thậm chí là họ nhìn một cái sợi dây thì nó cũng hóa thành con rắn. Họ nhìn một cái tán cây nó cũng hóa thành cái con quỷ. Đấy, và cái vùng đất nào mà họ ở thì họ cũng tưởng tượng đó là một vùng vùng đất bị nguyền rủa. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là duyên âm hay là duyên dương hay cái gì hết trơn, mà cái vấn đề ở đây là dục của mình nó quá nặng đi. Chính bởi vì dục nó quá nặng cho nên mình ảo tưởng quá nhiều. Thành ra là cái lời khuyên của sư, cái chuyện đầu tiên là mình giữ giới giùm sư nha. Năm giới cư sĩ giữ giùm sư, sư nhắc đi nhắc lại hoài mà quý vị không ý thức được cái tầm quan trọng của giới. Nhiều người đến chùa gặp sư chỉ cốt xin sư cái lá bùa, chứ còn sư kêu giữ giới họ không giữ. Nó làm sư nhớ đến cái bài thơ của ông Đồng Đức Bốn. Đang trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa chẳng biết làm gì, ăn mày bỏ túi lại đi ăn mày. Tức là quý vị khổ quá, quý vị đến với sư, quý vị mong sư là có một cái phép màu nào đó, ví dụ như là cắt duyên âm. Xin thưa nhé, cắt duyên âm quý vị ra ngoài Bắc á, có cái chùa ở ngoài tốn mấy chục triệu á, còn cắt được hay không là cái chuyện của quý vị với chuyện của sư ha. Nhưng mà người ta thích như vậy hơn là cái chuyện mà sư kêu quý vị giữ giới. Sư nói quý vị giữ giới, quý vị không không hiểu ở giữ giới để làm gì đó. Cho nên là đang chưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đấy. Lá bùa chẳng biết làm gì, ăn mày bỏ túi lại đi ăn mày. Nó là như vậy. Sư kêu giữ giới quý vị không giữ, rồi thà quý vị đi cúng chỗ này, đi cầu chỗ kia thì đó, sư có cái lời giới thiệu đó, tốn mấy chục triệu để cho người ta an ủi tâm linh, an ủi tâm linh, còn được hay không hên xui. Còn cái mà chắc cú nhất thì làm ơn làm phước giữ giới giùm sư, cái đó không tốn đồng nào. Nhưng mà tốn công à, giữ giới tốn công, tốn sức nhiều lắm á. Nhưng mà chắc chắn không tốn tiền. Cái thứ hai là thiểu dục. Bớt dục lại giùm sư. Mình bớt dục thì tự nhiên cái tâm mình nó mạnh, khi tâm mình nó mạnh thì nó sẽ bớt ảo tưởng. Nhé. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì cho cái bạn này hay không? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thật sự thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách trả lời của đức thanh tại. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây vị này nói là con bị duyên âm theo rất nhiều. Quý vị, những cái vấn đề này nè, là tôi muốn hỏi quý vị là tại sao quý vị lại biết, tại sao quý vị lại biết những cái vấn đề mà này đấy quý vị. Là rồi quý vị lại nói là giấc mơ thấy nhiều cảnh chiến tranh, rồi xem phim, nghĩa là từ bé đến 30 chỉ coi xem phim chiến tranh với ma quỷ thôi. Thì đúng, rõ ràng là cái nghĩa giống đây là quý vị đang hình thành một cái giống như là cái thần cận nghi duyên đó quý vị. Thần cận nghi duyên mà thần cận nghi duyên mà nó nhiều những thiên về bất thiện như vậy, nó gây ra ám ảnh như vậy. Bởi vì Đức Hạnh Tuệ
nó là quý vị bị ám ảnh bị về các dục đó, là sự nó không sai đây, sư chỉ là sư khẳng định thêm một lần nữa thôi. Đúng không? Rồi quý vị lại nói là cái đó là có phải nghiệp tiền kiếp của mình không, là nghiệp kiếp trước đó. Đúng không? Mà trong rất nhiều bài giảng người quý sư cũng đã nhấn mạnh rồi, cái gì không phải cái gì mình cũng đổ lỗi cho nghiệp được, đúng không? Trong khi hiện tại bản thân cái đời sống hiện tại mình nè, mình xem lại là mình về giới, về cái khoan nói gì giới rồi đó, về cái đời sống của mình á, mình đang sống theo một cái người mà thiên về hưởng thụ cái dục lạc, đúng không? Rồi mình có chánh kiến không, mình có biết được Phật pháp hay không, rồi khi mình biết học pháp Phật pháp hay không, rồi mình có học pháp hay không, mình có hành pháp hay không, đó cái điều mới là quan trọng quý vị. Còn nếu mà sau câu trả lời này á, sau câu trả lời của quý sư này, quý sư đưa ra những cái lời khuyên quý vị à, để kêu bằng là khắc phục cái tình trạng này nè, quý vị phải nương tựa, phải là một cái người đầu tiên á, phải có cái niềm tin, quý vị phải là người có cái niềm tin nha, vào Tam Bảo, niềm tin vào Phật, vào pháp, vào tăng, rồi dựa trên cái niềm tin đó, đó cái niềm tin luôn luôn có nơi tâm quý vị đó, rồi quý vị học pháp và hành theo lời Phật dạy, thì quý vị tiết chế, thậm chí quý vị tiết chế được những cái này nè dần dà, rồi quý vị kêu bằng là đối trị được những cái mà điều quý vị đã kể trên này. Đó, đó là lời khuyên quý sư. Còn nếu mà sau cái phần trả lời câu hỏi này mà quý vị nghe nghe qua, có nghĩa là cũng như là gọi là sư chẩn đoán đó, sư danh sư sư và đại đức hành tại chẩn đoán cái tình trạng tâm lý của quý vị nè, nó như vậy nè, bởi vị nghe ghi nhận đó, ghi nhận là mình đúng là hiện trạng tâm lý mình như vậy đó, nhưng mà rồi không có giống như là gọi là chẩn đoán, nhưng mà bác sĩ đưa kê toa, nhưng mà mình lại không có mua thuốc, đường thuốc đó. Thì cái tình trạng này nó sẽ có thể là diễn ra tại thậm chí tại hơn, nhưng qua trước khi kết thúc câu trả lời này, sư vẫn có lời khuyên quan trọng nhất là quý vị nghe quý sư chẩn đoán được cái bệnh của mình, bệnh tâm mình nè. Đó, và quý sư đưa ra cái giải pháp thì quý vị nên nghe theo điều đó, và mình nên có niềm tin chân chánh ở Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, và nên học và hành theo. Không, để cái đời có đời, để ngay trong hiện tại mình nè, mình có cái đời sống đó, nó được cái bằng lệnh, nó được tốt đẹp hơn, được sáng lạng hơn, không, và thậm chí tương lai. Để xin kết thúc cái phần trả lời của này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.